Dạ rồi, Hải xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hải nha. Hiện tại thì bên kênh YouTube của anh Lợi Nguyễn thì cũng có Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ cho bên gia đình của anh Nhật năm con, coi như là đổi đời luôn cô chú anh chị ạ. Giúp cho anh một cái cần câu cơm, đó chính là hỗ trợ cho anh tới một cặp heo để cho anh coi như là tăng gia sản xuất trong gia đình, để tạo cái điều kiện cũng như là sau này có một cái số vốn để lo cho các con sau này. Điều đó là điều rất là trân quý luôn của chú anh chị ạ. Bây giờ thì Hải xin mời toàn thể của chú anh chị mình đồng hành cùng với Hải trong video ngày hôm nay nha. Trước khi vào trong video của chú anh chị mình yêu quý mến Hải thì cho Hải xin một lúc like, một lúc đăng ký kênh nha. Bây giờ thì cô chú anh chị hãy đồng hành cùng với Hải ra gặp anh Lợi Nguyễn cũng như là anh Nhật nha. Tại trị giá hai con heo là 3 triệu đúng không? Đó, hai con heo là 3 triệu đồng. Bây giờ thì ước nguyện của anh là nuôi heo hoặc nuôi gà, nó cụ thể đi. Thì nuôi gà chắc cho nó dễ ăn dễ hơn, còn heo thì hơi thất thường, cái láng này cũng hơi người ta cũng bàn vậy tại người ta đi trước, người ta biết, người ta chỉ cho mình thì nó nói với tháng này nuôi gà đi ngon hơn. Con nghĩ là gà, gà phải không, gà mà ăn chuối nó cũng ngon lắm, chuối đâu muốn mày nấu. Được rồi, thì cái phương án nuôi chăn nuôi như vậy là ok. Nói chung là gà là ok hơn heo. Nói chung heo là có khả năng là nói khu vất vả, không có gió đâu, thông thoải mái thông thoáng, rồi gà không có bệnh bậy. Heo nó ăn tàn khác luôn. Ví dụ mà có nuôi gà mà đủ lớn đủ thịt rồi á, khi mà vợ mình về đó, giờ anh ơi cho em con thịt, anh chịu không? Chó bình thường nó lẽ nó hy sinh để cho mình năm đứa được, con gà nhầm nhòi vậy. Rồi đến giai đoạn này thì mình lại nhớ ra cái miếng đất này đảm bảo nuôi con gì nó đẻ con giữ hết á. cái chuồng heo này với rau cũng người chị cho tôi á. Dạ, dạ. Cũng chung bà cô cho nhà đó. Lỗ, nuôi heo lỗ nhưng mà nó đẻ có nhiều không? À, cái đó là heo gái, còn cái này nuôi heo đực mà. Con nghĩ là chín này Nhật lên mà đó là ông nuôi thôi, còn nếu mà Nhật nuôi nha, đảm bảo là đẻ thì thôi rồi luôn. Đó. Rồi bây giờ trước mắt tạm thời á là anh, một là anh nuôi heo, hai là anh nuôi gà. Đó, thì lần sau á thì Lợi Nguyễn và cũng như là tất cả các anh em đến đây để xem cái mà cái anh làm ăn cái kinh tế để mà chăm lo cho gia đình là nuôi heo hoặc là nuôi gà. Tạm thời bây giờ là chưa có cái công gì, tại vì chưa có tiền để mua. Đó, lần sau Lợi Nguyễn cũng hy vọng rằng là tất cả các anh em tới đây, Lực Tàng, Lợi Nguyễn, Quỳnh Khuy, Hải Rồm, thì tất cả hiện tại giờ có 4 anh em. Đó, lần sau tới là hy vọng là sẽ có một cái đàn gà, bầy gà là hoặc là heo trống, heo đực gì đó nha. Khó là em lụm luôn, không ai lụm luôn. Bắt em về có lụm đi. Ok anh. Anh đứng dưới đây nè. Anh đứng dưới đây nè. Cái này nó thấp quá, tôi là đứng cho cao xíu, coi cho nó đẹp xíu nha. Rồi hai anh em đứng sát lại nhau nè. Rồi Lợi Nguyễn một lần nữa xin cảm ơn vợ chồng anh Hưng Trần rất là nhiều. Lợi Nguyễn đến đây thì cũng đã chuẩn bị. Không sao. Kệ đó. Cần quay tốt hả? Lợi Nguyễn đến đây cũng có một cái phần quà đại diện cho quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, đó là vợ chồng của anh Hưng Trần với cái số tiền là tương đương hai con heo là 3 triệu đồng đúng không? Đó, hy vọng nha, hy vọng lần sau tới đây á là phải có gà hoặc là có heo gì nha, mai mốt là vô có luôn rồi. Đó. Chỗ này là có cái chuồng sẵn luôn của chú anh chị à? Là phút giây này là coi như là phút giây trao tiền. Phút giây hồi Hạnh ơi, em có thấy điều này không Hạnh ơi? Đó, chiếu hai triệu chiếu 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 6 tờ à, 6 tờ à, cũng mong rằng là với cái số vốn này thì anh lo chăn nuôi để có cái mà phát triển kinh tế gia đình nha. Rồi xe đó, coi xe đó chiếu luôn. Cảm ơn rồi, chiếu để cho Hạnh ơi em thấy điều gì không Hạnh ơi, cho Hạnh thấy nha. Đó, cái này là thấy gì không Hạnh ơi? Hạnh ơi em về không á? Về không? Hối hận. Ok chưa? Ok. Rồi. Ok đẹp rồi. À, cũng chúc cho anh là mần ăn kinh tế, là chăn nuôi nó gọi là nó khấm khá nha. Trời ơi nhiều quý thần thiên địa hậu. Đẻ nhiều nha. Đẻ nhiều ra nữa nha. Rồi ok. Đúng rồi. Xin anh gửi lời đến lời gửi đến cô ổ anh vợ chồng của anh Hưng Trần. Vợ chồng anh Hưng Trần đó, thấy hoàn cảnh em khó khăn đã giúp đỡ em trong lúc này, em xin cảm ơn. Đến bây giờ thì vui không? Vui quá vui. Ví dụ bây giờ mà vợ có đi về á, thì ví dụ mà có gà thịt á, thì cũng cho nha. Cho ăn để cho mà mập lên để mà trứng mở ra phải không? Con hay con như vậy hết. Con hay con phải không? Nói chung có ăn là được rồi, để cho trứng mở ra. Ha. Trứng mở ra là ok nha. Rồi bây giờ thôi, clip em đến đây cũng tạm dừng nha mọi người. Lợi Nguyễn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị những clip sau nha. Còn tất cả các anh em muốn hỏi gì hoặc là còn điều nào để nói với anh Nhật nữa hay không ạ?
Thì anh Nhật hôm nay nhiều niềm vui quá, đôi khi mà phải nói là đôi môi mà cứ cười te tét thế này. Vui là bất ngờ. Rồi giờ là anh cứ chia sẻ với cô chú anh chị ngày hôm nay thì cảm thấy trong lòng cái như là nói sao ta? Cầu được ước thấy. À, thì anh cảm thấy sao? Nói chung là đó giờ nghĩ là ba chưa không bao giờ mà sắm nổi những thứ vật dụng như máy giặt, tivi hay nội hay như là tiền. Nói chung là niềm vui nó càng vui mỗi ngày đúng không? Dạ, niềm vui mỗi ngày. Nên là ngày hôm nay là niềm vui nhân đôi á. Anh em qua YouTube của anh như Lực Tàng, như anh Quỳnh Phi, anh Hải Ròm gì nè, anh nhiều. Lợi Nguyễn đã thấy hoàn cảnh em cũng đã giúp đỡ tận tình, không ngại gì mà đường xa mỗi dòi đó, thấy ảnh tội nghiệp lắm, giúp đỡ cho con em, rất cảm ơn mấy anh như vậy. Và cảm ơn toàn thể các cái mình thằng Quân đã giúp đỡ cho con em, và em xin rất cảm ơn. Nói chung ngày hôm nay đến với cái gia đình của anh Nhật là cái niềm vui nó nhân đôi rồi, nhân đôi niềm vui rất là nhiều niềm vui. Mình không nghĩ là nhân đôi đâu, mà nghĩ nhân 7, nhân 8, nhân 10 rồi. Anh cứ yên tâm. Còn phía sau vẫn có hai sự tục mấy nữa hai ơi. Bây giờ là cái này á, là nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Nó còn những cái phần rất là to ở phía sau nữa. Dự án tiền tỷ ở phía sau nữa. Biến anh Nhật thành một cái người phải là đại gia của khu vực đây là Cần Đức Long An. Nói chung là đại gia tiền tỷ đi xe Audi kể đón người đưa đó, không biết là em hạnh bao nhiêu là. Nhưng mà những cái này á là coi như là để từ từ tụi em sẽ khui từ từ ra đó. Cũng rất mong cô bác Mạnh Thường Quân tiếp tục là hỗ trợ, nói anh em cũng nói vui rồi cũng cô bác hiểu rồi đó. Bây giờ là một lời khuyên chân thành gửi đến anh á. Dạ, cảm ơn anh. Coi như là cố gắng để mà mặn ăn để mà lo cho các con, chứ đừng có ỷ lại những cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân đó, rồi mình trông chờ vào những cái đồng tiền đó để mà mình chi tiêu là không được. À, Mạnh Thường Quân á, người ta cũng làm tiền cực khổ, người ta giúp cho mình được cái phần nào lúc nào đó thôi. Em cũng tự đi làm tiền cực khổ lắm, chứ không có ai mà giúp mình cả cuộc đời đâu nha. Này, hãy nhớ những lời mà anh em chia sẻ. Thực sự mà nói có lẽ là Nhật đứng đây cũng ngang tuổi với anh Lợi Nguyễn và anh nói nhiêu những anh em ở đây đó. Hả? Em nhỏ anh, chắc em mới 31 tuổi gì, nhỏ hơn tôi rồi, nhỏ hơn mấy anh em ở đây. Thực sự là coi như Nhật cũng còn khá là nhỏ. Trời, nhưng 31 mà 31 tuổi năm đứa nhỏ nhưng mà nó sung em đó, nhỏ nhưng mà nó có vỏ không. Vợ em 26 tuổi 6 đứa được hơn em là sao hơn được 26 tuổi 6 đứa. Nhưng mà nói chung là phải có sự, nói chung là cũng có cái sự góp phần của anh trong đó. Nói chung là ông là góp phần nhiều nhất. 31 tuổi 5 đứa con. Trời đất quỷ thần thiên địa hội ơi, mà vợ bỏ đi nữa. Về rồi mà còn bỏ đi, còn phủi tay bỏ đi nữa. Nói chung là ai mà xem được những cái thước phim trước á, khi mà bà Hạnh mới về á, và bà phủi tay các con bỏ đi ra nhà ít nhiều gì thì cũng là con mà ngõ lớn mẹ cứ nghe. Trong khi đó là mình sang đây mình sẽ nhắc lại thêm một xíu nữa là các con á, thời điểm lúc đó là rơi nước mắt ôm chặt mẹ luôn. Nhưng mà bé Hạnh á coi như là lấy cái tay của mình ra, kéo tay của các con ra mà dứt áo ra đi luôn. Gọi là má Hạnh. Rất 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 là coi như là mình không còn một cái lời lẽ nào để nói với bé Hạnh này nữa rồi. Quá là tàn nhẫn luôn. Một cái con gà, một cái con ta gọi là chó, gì ta? Con cậu đó. Trời mưa còn vẫn đó còn thương con đó, như con gà đây cũng vậy, cũng còn thương phải không? Mà đằng này bé Hạnh vậy á mà thua rồi, thua những con vật đó luôn á. Còn Hạnh là coi như thấy con là coi như gạt áo ra đi. Nước mắt dâng trào các con để dành cho Hạnh, nhưng mà Hạnh cũng còn ra đi thôi. Rồi bà con làng xóm nhắc đến cái tiền đó là mình mệt sao không đứng quay được nữa rồi. Đó là xong rồi đó. Thôi okay, bây giờ mình cứ dẹp cái tên nó qua bên đi. Đúng giờ rất vui rồi. Rồi kết thúc lép ở đây nha. Mình nói Lợi Nguyễn nó kết thúc rồi chứ Huỳnh Phi chưa kết thúc. Anh em vẫn quay cái bữa nấu ăn mà hồi nãy. Nói chung là anh Nhật cũng như là tất cả các anh em Hải cũng như là anh Lực rồi Huỳnh Phi cũng như Lợi Nguyễn cũng có đi ra chợ mua. Thì ngày hôm nay coi như là chiều rồi, mình về cũng chiều rồi đó, đi mua cơm cũng như là nấu đồ ăn để giống như là chúc mừng anh đã nhận được cái những cái phần quà mà chúng ta thực sự là có nhiều khi á là em nhắc rằng là cái những phần quà này chỉ nằm trong mơ thôi. Mơ mình mới có thể mình nghĩ mình ước ao vậy thôi, mình không nghĩ là nó sẽ hiện thực và mình sẽ không nghĩ rằng mình sẽ có thể được sờ vào đó, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ mình không được sờ nhưng bây giờ mình đã bấm luôn rồi, mình tận hưởng luôn rồi, chạm luôn. Mình sở hữu luôn rồi. Nhớ hôm bữa mà bê cái thau đồ ra, ước gì có cái máy giặt bấm cái ép. Ép chưa? Ép luôn. Dạ đã ha. Đang trong máy giặt vậy nè. Thì ở bên kia đó nó cũng hẹn rồi đó. Giờ là sắp tới rồi. Thôi bây giờ mình ra ngoài kia mình chuẩn bị cái quan đi. Nữa đi thầy ơi. Cô chú anh chị tiếp tục mình xem đây là cái chuồng.
đó, mà sau này á là chỉ vài hôm nữa thôi, chỉ vài hôm nữa thôi là coi như là anh Nhật sẽ có được cái sự hỗ trợ giúp đỡ của quý mạnh thường quân đó, thì sẽ tăng gia sản xuất của chú anh chị ạ. À, coi như là lúc đầu á thì anh ước muốn là sẽ có được con heo đúng không? Thì bây giờ thì nhờ cái sự tư vấn của gia đình đó, thì dạ hàng xóm, thì bây giờ quyết định rằng là mình sẽ chuyển cái việc nuôi heo đó qua thành là sẽ nuôi gà. Thì nuôi gà hay nuôi vịt nuôi heo gì cũng được, nhưng mà quan trọng là nó giúp cho anh có được cái cuộc sống ổn định hơn và có được cái điều kiện tốt hơn để chăm lo cho các bé sau này. Thì tuy rằng nói thì mình nói là trong cái thời điểm hiện tại bây giờ là quý mạnh thường quân cũng đang hỗ trợ cho anh rất là nhiều, nhưng mà anh cũng một phần cũng bản thân của anh cũng phải thực sự là cố gắng lên đó. Thì các anh em đến đây ghi hình á thì cũng chỉ vài ba hôm nữa thôi đó, thì anh em cũng có thể có cái câu chuyện cũng như là có những cái hoàn cảnh khác để các anh em đi để thực hiện, chứ cũng không thể nào mà đến để quay hình anh nhiều được. Thì cũng mong rằng anh khi nhận được những cái sự hỗ trợ giúp đỡ của mạnh thường quân thì anh cố gắng trân trọng những cái đồng tiền xứng đáng thôi, chứ không có vô bổ. Dạ đúng rồi, tiền để ra tiền. Dạ em có 9 đồng phải kiếm thêm đồng nữa chẳng 10 cất. Dạ thì khi mà thấy anh á đi làm cực khổ mà ngày chưa kiếm nổi 200.000 nữa của chú anh chị, thì điều đó nó rất là khó khăn khi mà một cặp vợ chồng mà ở với nhau mà nuôi cỡ hơn 2 người con thôi cũng đã khó khăn rồi, mà hiện tại bây giờ là một mình anh Nhật phải nuôi tới 5 người con lận, điều đó nó rất là khó khăn luôn đó. Còn quá nhỏ. Dạ thì sẵn cái video clip này thì Hải cũng xin cô chú anh chị các mạnh thường quân khi mà xem được những cái thước phim mà anh em quay chia sẻ lên, thì quay công tác thiện nguyện trực tiếp cho ông bà mình xem thì nhiều khi anh em cũng có đôi lúc là hài hước chia sẻ với ông bà mình, thì mong ông bà mình hoan hỷ bỏ qua, thì đó là những thước phim vui vẻ thôi. Dạ giờ sau này thì cô chú anh chị mình nếu mà thấy hoàn cảnh của anh Nhật thương thì có thể trực tiếp gọi về số điện thoại của Hải, Hải có để trên màn hình để liên hệ cho bên anh Nhật, giúp cho anh Nhật thêm được một phần nào đó thì tốt cho ảnh. Giờ bây giờ mình đi vô phía bên trong đi anh. Dạ chị và các bạn đi vào phía bên trong nha. Thì phía bên trong này coi như là đang chuẩn bị nấu đồ để chúc mừng cái tivi, cũng như tí xíu nữa có cái tủ lạnh khá là vui luôn. Đây bà nội, bà nội làm xong món gì rồi? Bây giờ làm cái gì nè? Là rau nè, hen rau nè, tôm nè. Hạnh ơi em thấy gì chưa? Thấy gì chưa nè? Ui chà, thấy gì chưa? Làm tiệc tivi. Sao vậy ta? Tivi mới giặt. Nè. Con ăn nè. Con giữa dao được mà cắt làm đôi vậy hả? Đâu có cắt chứ, cắt làm đôi ăn nguyên cộng mất khổ sao? Thôi cắt làm đôi mới giữa được chứ. Thì mình cắt làm đôi luôn chứ lẽ đây ăn nguyên cộng thì nuốt vô. Trời ơi. Con trai ơi, con trai. Con trai đưa cái này ra là chết. Chết chú Hải rồi con trai ơi. Chết chú Hải rồi. Con đưa cái đó ra là chết chú Hải rồi. Rồi bây giờ là nãy như quay cho chú anh chị mình xem mà không biết rằng là có thấy cái đó hay không nữa. Nếu mà thấy cái đó thì tí nữa Hải xin phép cắt nha cô chú anh chị. Đây bây giờ là anh chị cũng đang nhờ trong bếp. Đây nè, đây coi. Đang nấu mấy gì? Chị ơi nấu cho gì đây hả chị? Nấu đồ ăn. À nấu đồ ăn hen, để em vô phía bên trong để quay cho cô anh chị xem nha. Đây là những thức phim thực tế luôn. Nấu món gì chị? Đây nấu nấu cá này, nấu đồ lộn cho mấy anh không? À cái bếp này nó muốn sập xuống đây. Ờ cái bếp này sập rồi. Cây này yếu rồi nè, cây này yếu rồi nè, đàn yếu rồi, nó bị mối ăn nứt hết rồi nè. Cái sàn này, cái chân này nó cũng bị mối ăn rồi chú anh chị à. Sắp sập rồi. Cái này phải sửa lại nội ơi. Dạ cái này mình phải sửa lại chứ, để vậy là nguy hiểm lắm luôn á. Cái này là mình nấu lẩu hay là gì chị? Mày ăn ngấy bỏ nó lẩu đi mà. À là lẩu cá đấy hen. À lẩu cá xong rồi còn cái món gì nữa không chị? Có mua một ít tôm cho mấy đứa nhỏ thôi. Dạ thôi thì nói chung là vui, vậy là giúp cho anh Nhật có được cái bữa ăn vậy là quá là vui rồi. Sắp
khá là lâu rồi á, hơn 2 tháng rồi trong cái bếp này mới có được hình dáng của người phụ nữ đứng nấu. Từ khi mà mình lúc mà vợ của Nhật còn đây á thì nghe Nhật chia sẻ là vợ anh cũng ít xuống bếp nấu lắm. Dạ. Nên nhìn thấy bếp núc á thiếu thốn đủ thứ luôn chị. Dầu ăn, nước mắm đồ mọi thứ đồ nó không có. Ở cái bếp đâu rồi, cái bếp hư đâu rồi? Đây nè. Cái bếp ga này nè của chú anh chị, khi mà anh Hải á, Hải đến đây quay hình cùng với tất cả các anh em á thì cái bếp này là coi như là nó nằm heo hút lạnh lẽo mà bị hư luôn nữa đây nè. Cần đồ đó hư hết trơn rồi. Nên là không có nấu năng, không nấu nướng gì được. Thì sau đó thì được cái sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân thì giúp cho anh nó cũng có được cái bếp ga. Đó, có được cái nồi cơm điện mới luôn. Hình như là còn thiếu cái bình nước siêu tốc. Bình nước siêu tốc thì ở phía trong kia là nó cũng bị hư của chú anh chị à. Không biết hôm nay đi mua luôn à. Đúng rồi, em cũng quên nữa. Không, tại vì bây giờ vô trong bếp em mới nhìn thấy em mới nhớ. Chứ mà là lúc sớm mời mà mình nhớ là mình cũng xin phép quý Mạnh Thường Quân trích tiền ra rồi mua cho ảnh một cái bình siêu tốc đó khi mà ban đêm ban hôm á. Mà các bé có, tại vì ảnh cũng còn đứa hai đứa đang còn uống sữa chị, rất cần cái nước nóng ngay lập tức luôn. Chứ đợi mà đun ga này lên á thì nó cũng lâu. Nó có cái nước nóng thì nhiều khi là ban đêm ban hôm mình ở phía trong nhà nấu cũng tiện hơn. Bây giờ mình đi chạy ra tới ngoài này, đường thì cái đường đi ra của chú anh chị nó không có liền với cái nhánh nhà. Cái bếp này nằm ở cái nhánh ở ngoài đó, coi như là cái nhà bếp này là cách xa, cách nó là ở nằm phía ngoài, cái trái ngoài của cái nhà. Mỗi lần đi ra phải đi vòng cái hướng ở đằng sau á, đi vòng ra thì ban đêm nó rất là nguy hiểm luôn. Chỗ này thì cô chú chị mình nhìn thấy á là cỏ rác cũng khá là nhiều, ban đêm thì rắn rết rất là nguy hiểm luôn á. Đó, bây giờ coi như chị đã bật cái nồi lẩu lên rồi chú anh chị, nhìn quá là ngon luôn. Đó, em Hạnh có thấy gì, điều gì đây không, điều gì thay đổi hay không đây nè. Đó, em có muốn quay về hay không thì nhanh tranh thủ nha Hạnh nha. Dạ, cái nắp của cái nồi này hả chị? Hình như là không có thì sao? À, đây nè, trong đây có cái nắp nè. Em không biết phải nắp của nó không nha, phải không? Phải không? Ở vừa là nó rồi đó. Vậy là nó rồi đó. Rồi. Đây, cô chú anh chị nhìn thấy nè. Đây là nói chung á là nói rằng là mẹ của các bé đã về, nhưng mà thực sự ra đây là câu chuyện vui thôi cô chú anh chị ạ. À. Đây là chị vợ của anh Lực. Thì ngày hôm nay cũng khi mà xem cái video clip của chồng mình quay hình lên thì cũng thấy rất là thương cho các bé. Chị cũng xuống để hỗ trợ giúp đỡ cho các bé một phần đó trong khả năng của chị. Thì cô chú anh chị mình cũng biết thì anh Nhật á là một người đàn ông còn phải đi làm ở phía bên ngoài nữa, thì sáng đi đến chiều tối mịt mới về. Thì về xong là lo cơm nước cho các bé rồi giặt giũ, không đâu có thời gian đâu mà chu toàn cho nhà cửa. Nên mong rằng cô chú anh chị mình khi mà xem những cái video clip của anh em ghi hình thực tế thì mong cô chú anh chị mình cũng hoan hỷ bỏ qua cho anh Nhật nha chú anh chị nha. Thì nói chung là nhà cũng đông con mà mấy đứa thì đang là cái tuổi quậy nữa, phải gọi là tuổi quậy luôn á, lo nhoi không à. Đứa nhỏ nhất là 2 tuổi, cũng như là đứa lớn nhất là 6 tuổi của chú anh chị à. Giờ anh Nhật thì đang ở phía sau bếp để tí xíu nữa là sẽ mời anh em mình một cái món mà không biết món gì đây. Hình như là vừa có lẩu với với tôm hả chị? Tôm cho mấy đứa trẻ con. Cái này là bông nè, đẹp không? Dạ. Đó thì hôm bữa nè, hôm bữa giống như ông nội cũng có nói đó, là như chị đi khóa cái nước này lại nè chị. Khóa cái nước này lại. Xong rồi bà nội mới vô trong rồi chị mới đi. Đó, đi bằng đêm luôn là đi chỗ này nè. Đó, đi bên hông này ra nè. Đó là bên hông đó nó có cái nguyên một cái, đầu tiên nó bụi chuối á là không chịu đâu. Khi mà ra thực tế ngoài á là coi như là xem được là nguyên một lùm luôn. Nguyên một lùm chuối luôn á. Đó. Đây anh Nhật của chú anh chị. Quá là vui luôn mà. Bỏ nó đi nè. Nó con bỏ con rồi chú ơi. Dạ con bỏ luôn rồi. Dạ. Hải cũng xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân của anh Lợi Nguyễn
vợ chồng ở anh vợ chồng bên kênh của anh Lợi đã hỗ trợ giúp đỡ cho bên gia đình của anh Nhật một số tiền, coi như là đã giúp cho anh được cái một cái cần câu cơm của chú anh chị để hỗ trợ cho anh về con đường sau này có được cái con vật nuôi để giúp cho anh tăng gia sản xuất, giúp đỡ cho anh có được cái nguồn thu nhập về sau này. Tuy rằng nó không có là bao nhiêu hết, nhưng mà đối với gia đình của anh Nhật năm con hiện tại bây giờ, đó là một số tiền rất là lớn luôn chú anh chị ạ. Thì video clip của Hải quay chia sẻ cho chú anh chị mình cũng khá là dài. Thì Hải cũng xin cảm ơn quý ông bà, quý cô dì chú bác, quý anh chị trong cũng như ngoài nước đã đồng hành theo dõi Hải đến giờ phút này. Nếu mà yêu quý và mến Hải thì cô chú anh chị mình ủng hộ cho Hải, cho Hải xin một cái nút like cũng như là một lượt đăng ký kênh. Nếu được thì chia sẻ video, và Hải có những cái lời nào mà không có đúng, thiếu sót thì mong cô chú anh chị mình hoan hỷ bỏ qua nha. Và hãy để lại cái comment, để lại cái bình luận ở phía dưới video. Thì hãy luôn luôn lắng nghe và luôn luôn học hỏi, học hoài, học mãi để phát triển cũng như là để hoàn thiện bản thân mình hơn. Khi mà trên con đường đi quay những cái câu chuyện của anh Nhật, ngoài ra thì Hải cũng còn đi quay rất là nhiều những cái hoàn cảnh, những cái câu chuyện khác nữa. Thì mong quý ông bà, quý cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước sẽ luôn luôn đồng hành cùng với Hải trong những cái bước chân, những cái nẻo đường mà những cái hoàn cảnh Hải đi qua, thì sẽ được cái sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành, giúp đỡ của quý mạnh thường quân. Dạ, thì có gì, có điều gì sai sót thì mong quý mạnh thường quân, quý ông bà, quý cô chú, anh chị hãy hoan hỷ bỏ qua cho Hải. Một lần nữa Hải xin kính chúc quý ông bà mình có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một đêm thật là ngon giấc nha. Hải xin phép được khép video ngày hôm nay tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những video clip sau về câu chuyện của anh Nhật năm con này. Còn những cái điều rất là hay cũng như là nhất rất 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 là huyền bí và những cái điều mà mình chưa có bật mí liền trong video ngày hôm nay sẽ tạo ra cho anh Nhật là một cái cuộc đời mới và một cái cuộc sống coi như là sang trang mới luôn của chú anh chị à. Thì cô chú anh chị muốn biết điều đó là gì thì hãy đón xem vào trong video clip kế tiếp. Hãy chân thành cảm ơn và xin kính chào, hẹn gặp lại cả nhà mình. Xin chào, bye bye.